Đối với phương pháp cơ bản, các bạn làm dấu cộng màu trắng, sau đó giải từng tầng một. Và người ta gọi đây là phương pháp layer by layer, mình đã hướng dẫn ở video mà cách giải topic dành cho người mới ấy. Nhưng nếu bạn làm cái người ta gọi là F2L thì các bạn sẽ giải luôn cả hai tầng đầu cùng lúc. Điều đó thì giúp tiết kiệm nhiều thời gian và giúp các bạn giảm sát rất là nhanh. Như vậy, F2L bao gồm giải cả tầng 1 gồm có viên góc và tầng 2 là viên cạnh. Tương ứng, người ta gọi đó là một cặp F2L hay còn gọi là một F2L pair. Và vị trí để đưa cặp F2L này vào người ta gọi là một F2L slot. Ở đây mình sẽ thử một cặp F2L gồm có màu xanh biển và màu cam. Đây xanh biển và cam, mình sẽ đưa vào đúng slot này bằng cách này. Đấy, mình làm rất là nhanh đúng không? Đưa được một cặp F2L vào đúng slot của nó và hoàn thành. Tổng cộng ở đây chúng ta sẽ phải giải 4 cặp F2L tương ứng với 4 slot. Từ bây giờ chúng ta sẽ chỉ làm việc với các cái cặp F2L này thôi. Do đó mình đã chuẩn bị một khối Rubik rất đặc biệt đây. Khối Rubik chỉ có 2 tầng. Đầu tiên thì ta cần xác định các cặp F2L sẵn có. Như vừa nói ở trên thì F2L bao gồm có một góc và một cạnh ở vị trí tương ứng. Tức là nó sẽ có hai màu giống nhau, hai màu giống nhau. Đấy, màu xanh ở đây giống màu xanh ở đây, màu đỏ ở đây giống màu đỏ ở đây, tạo thành một cặp F2L. Góc sẽ có màu trắng này, chắc chắn sẽ có màu trắng nhé, và hai màu ở bên xung quanh, và cạnh thì có hai màu xung quanh. Miễn nó cùng màu thì nó sẽ là một cặp, đúng không? Lưu ý, các cạnh ở F2L sẽ không bao giờ có màu vàng. Đấy, sẽ không bao giờ có màu ở mặt trên cùng. Đấy, không bao giờ có màu vàng và sẽ chỉ có màu ở xung quanh thôi. Điều này mình đã nói rất rõ ở phần hướng dẫn cơ bản rồi nhé. Như vậy ta có thể dễ dàng xác định được một cặp F2L bằng cách nhìn màu. Như ở đây ta nhìn thấy đây là một cặp F2L bởi nó có hai màu giống nhau. Đây là một cặp F2L bởi nó có hai màu giống nhau. Và đây là một cặp F2L bởi nó có hai màu giống nhau. Hai màu đỏ này, hai màu xanh giống nhau này. Tức là đây sẽ là một cặp. Và từ vị trí góc và cạnh của cặp F2L đó, chúng ta có thể tiếp tục xác định cái cách giải nó và đưa về đúng slot một cách rất là dễ dàng. Vì đây là F2L tự nghiệm, nghĩa là chúng ta không dựa vào cái công thức mà hoàn toàn giải chúng bằng cách logic, hiểu sự di chuyển của các cái viên góc và viên cạnh. Làm sao để đưa góc và cạnh của F2L về 4 trường hợp cơ bản nhất sau đây. Về cơ bản thì giải một cặp F2L bao gồm hai việc, đó là ghép cặp và đưa cặp đó vào đúng slot của nó. Đối với trường hợp cơ bản nhất thì cặp F2L đã được ghép xong và nằm ở trên tầng 3. Như vậy ta chỉ việc đưa cặp này vào đây rất đơn giản bằng cách xoay. Mình làm lại này. Xoay. Đó, đưa được cặp F2L vào đúng slot của nó rất đơn giản. Ở trường hợp thứ hai thì cặp F2L đã được ghép nằm ở tầng 3 và nằm ở bên trái so với cả cái slot này, đúng không? Như vậy, mình sẽ cho các bạn 5 giây để suy nghĩ cách giải. Với trường hợp này, chúng ta có thể dễ dàng đưa cặp F2L này vào bằng cách xoay. Ok. Đối với các trường hợp mà cặp cạnh F2L chưa được ghép sẵn thì ta có trường hợp hai trường hợp cơ bản như này. Nhận thấy rằng là góc có mặt trắng nằm ở bên phải, tức là mặt R này, mặt trắng này nằm ở mặt R nhá. Cạnh thì nằm ở mặt B và hai màu ở trên tầng 3 không trùng với nhau. Đấy, hai màu ở trên tầng 3 không trùng với nhau thì ta có thể sử dụng công thức R U R phẩy. Khi xoay như thế này này, khi mà ta xoay R lên nhé, là ta đã ghép được cái cặp này rồi. Và tiện tay chúng ta đưa nó vào đúng slot luôn. Đấy. Tương tự như vậy, trong trường hợp mà mặt trắng nằm ở phía bên tay trái, ở trên tầng 3 thì cạnh và góc đều không trùng màu, chúng ta tiếp tục có thể sử dụng công thức như thế này. L phẩy U phẩy L, được chưa? Khi mà ta xoay L phẩy ấy, ta đã ghép được cặp này, ghép cặp F2L này
và ta đưa nó về đúng slot. Vừa rồi là 4 trường hợp cơ bản nhất bạn phải nhớ, bao gồm có 2 trường hợp đã ghép cặp và 2 trường hợp chưa được ghép cặp. Từ nay về sau gặp bất kỳ F2L nào mà có cái mặt màu trắng của góc ấy nằm ở phía xung quanh, tức là nó không ngửa lên trên mặt màu vàng, thì chúng ta bắt buộc phải đưa về 4 trường hợp cơ bản vừa học để giải. Vậy thì làm thế nào để đưa về 4 trường hợp cơ bản nhất nhỉ? Thì sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn quy tắc chung nhất để ghép cặp F2L. Để ý rằng trong 4 trường hợp cơ bản thì hai viên cạnh đều nằm ở layer giữa mà song song với mặt màu trắng nằm ở trên góc. Tức là nếu như mặt màu trắng nằm ở đây thì cạnh bắt buộc phải nằm ở đây. Nếu như ghép cặp thì sẽ nằm ở đây, đúng không? Nếu như mà chưa ghép cặp thì nó sẽ nằm ở đây. Đấy, hai màu lệch nhau này, đưa nó vào này. Được chưa? Hoặc là nếu như mà ghép cặp rồi thì nhìn mặt trắng ở đây, ta thấy nó sẽ nằm ở layer giữa song song với nó. Tức là gì? Ta làm thế nào ta đưa cái cạnh ở trong cặp F2L này về một trong hai vị trí này, đấy, là sẽ hoàn thành cặp F2L đó. Ở đây ví dụ ta có, nếu như mà ở trên này trùng màu với nhau, hai cặp này cùng trùng màu với nhau, thì ta phải đưa cạnh này vào đây là đúng được một cái cặp F2L, đúng không? Trong trường hợp mà màu ở trên mặt vàng nó không trùng nhau thì chúng ta phải đưa cạnh này vào vị trí đối diện đây. Nó vẫn nằm ở trên cái mặt song song với cả mặt trắng nhá, nhưng mà nằm ở vị trí này chứ không phải ở đây. Vì nếu như các bạn tưởng tượng, nếu như mà ghép nó sang đây thì hai màu này bị lệch nhau, trên này lại đỏ xanh, dưới này lại xanh đỏ, đúng không? Nhưng nếu đưa sang đây này là ta lại đưa về trường hợp cơ bản nhất là đưa lên sang xuống. Thế nhưng mà nếu như mà ta xoay cái góc này, à cạnh này sang đây ấy, thì góc bị di chuyển theo. Thế bây giờ làm thế nào để di chuyển cạnh này sang đây mà cái góc này nó vẫn đứng im tại chỗ? Thì chúng ta phải sử dụng mẹo, người ta gọi là mẹo giấu góc. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta cần đưa cạnh này sang mặt bách, đúng không? Nhưng mà nằm ở trên layer giữa này nhá, nằm mặt bách này, thì khi chúng ta đưa lên là nó sẽ tạo thành một cặp, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ giấu góc như sau này. Các bạn nhìn thẳng vào slot, nhìn mắt nhìn thẳng vào slot nhá. Chúng ta xoay U hoặc là U phẩy, làm sao cho khi xoay một lần ấy, một lần duy nhất thôi, chúng ta vẫn nhìn được màu trắng. Đấy. Và tất nhiên là trước khi xoay ấy, thì cái góc này này nó phải đưa về gần vị trí đúng của nó nhất rồi, tức là đưa về nằm ở trên tầng 3 và nằm trên cái slot của nó, tức là cạnh góc này này sẽ đưa vào đây. Đấy. Và chúng ta xoay U này, khi xoay U thì vẫn nhìn mặt trắng, đúng không? Như vậy là đúng rồi nhá. Và chúng ta tiến hành giấu góc này xuống, à giấu góc này bằng cách này xoay F phẩy này để đưa cái slot mà chưa được giải lên. Đấy, chúng ta giấu xuống này. Mà trước khi giấu chúng ta phải nhìn này, ở đây này cái cạnh này sẽ phải đưa sang đây, đúng không? Đưa sang mặt đối diện, mà mặt đối diện với cái này mà, tức là cạnh này phải đưa sang đây. Như vậy chúng ta giấu góc này xuống, xoay mặt U này và đưa trở lại. Như vậy cặp cạnh F2L đã được đưa về vị trí đúng, về một trong 4 trường hợp cơ bản nhất mà màu trắng nằm ở xung quanh. Đấy. Lúc này chúng ta chỉ dễ dàng đưa lên, đưa sang, đưa xuống là hoàn thành. Đó. Trong trường hợp này ta thấy là mặt trên của nó khác màu nhau và chúng ta phải đưa vào slot này, đúng không? Vì vậy chúng ta phải làm như thế này. Xoay sao cho vẫn nhìn thấy mặt trắng này. Xác định vị trí cần đưa cạnh sang này, chúng ta đưa vào đây. Đúng chưa? Đối diện với cả cạnh này. Giấu góc này đi, xoay cạnh về vị trí đúng, đưa góc lên. Đó. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng giải cặp F2L này bằng cách đưa lên, sang, xuống. Trong trường hợp này nếu như chúng ta nhìn thấy nó nằm ở đối diện rồi nhưng mà hai màu này trùng nhau, chúng ta không thể đưa lên, sang, xuống được, đúng không? Bởi vì đưa vào nó bị sai. Đấy. Chúng ta nhận thấy là khi mà cạnh và góc trùng màu với nhau, chúng ta phải đưa cạnh này sang bên đối diện, tức là ghép cặp với cái này luôn. Ghép cặp chúng ta lại sử dụng cái mẹo như lúc nãy, xoay U hoặc là xoay U phẩy một lần duy nhất sao cho vẫn nhìn thấy mặt trắng. Ở đây chúng ta xoay U phẩy này là nhìn thấy mặt trắng này. Giấu góc này xuống này, chúng ta đưa cạnh này sang đây,
xoay U để đưa cạnh sang đây. Chưa? Xoay góc lên. Như vậy chúng ta đã ghép được một cặp F2L. Như vậy bây giờ chúng ta chỉ đơn giản là đưa nó vào slot này thôi, bằng cách xoay sang, lên, sang, xuống. Rất là dễ phải không? Khi chúng ta đã hiểu được cách làm này rồi, chúng ta có thể vận dụng nó rất là đơn giản bằng cách là nhớ, không phải nhớ công thức nhá, mà nhớ theo cái trí nhớ của cơ bắp. Chúng ta làm, chúng ta nhìn, hoặc là nhìn theo logic này, đưa cạnh này vào đây kiểu gì, đưa lên, đưa sang, đưa xuống. Đấy. Hoặc là khi mà cái này nó ngược màu thì làm thế nào. Đấy. Nó ngược màu như này, chúng ta phải đưa về đối diện đúng không? Cứ nhớ là đưa về đối diện hoặc đưa bên cạnh thì thôi. Đưa về đối diện. Trong trường hợp ngược màu, đưa về đối diện này, đưa lên, đưa sang, đưa xuống. Đấy. Chúng ta nhớ các cái move cơ bản đấy, các cái di chuyển cơ bản đấy thì chúng ta học FL dễ hơn. Trong trường hợp mà cái góc cần đưa vào slot này nó có màu trắng hướng lên trên tầng 3 thì ta làm thế nào? Đầu tiên vẫn phải xác định xem cạnh ứng với cả góc này nó nằm ở đâu. Đấy, chúng ta xác định đây là một cặp F2L, được chưa? Cái công thức để làm cái trường hợp này như sau này. Các bạn này, tìm xem cạnh ở đâu nhá. Đấy. Nhìn xem màu ở phía bên cạnh của nó là màu gì. Đấy, phía bên mặt bên này, chứ không phải mặt trên nhá. Phía mặt bên của nó là màu gì? Chúng ta đưa về đúng màu đó. Ở đây chúng ta đưa về đúng màu xanh biển. Sau đó này, tìm xem là nó đưa vào slot nào. Đây nó đưa vào slot này đúng không? Đây đúng không? Nó nằm vị trí này. Thì chúng ta sẽ giấu cạnh về bên đối diện. Đấy. Giấu cạnh về đằng sau, chứ không phải giấu vào slot này nhá. Sau đó xoay mặt U sao cho cái cạnh này, à cái góc này nằm bên trên cạnh này. Đấy. À, xoay trở lại. Như vậy chúng ta đã ghép được một cặp F2L. Và chúng ta chỉ việc đưa nó vào slot thôi. Đây, trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy là cái góc cần đưa vào slot nó có màu trắng hướng lên trên. Đấy. Bước 1 chúng ta lại tìm cạnh. Đây, cạnh của nó đây, ứng với cả slot này, góc này. Đấy, cho vào đây đúng không? Nếu như mặt trắng hướng lên trên thì ta lại đưa màu xanh này bên hông rồi nhá, màu bên hông này đưa về đúng màu xanh này. Đấy. Nhận thấy là cạnh này đưa vào slot này đúng không? Như vậy ta phải đưa cạnh này giấu về phía đối diện, cách xa cái slot này càng xa càng tốt. Đấy. Cách nó ra được chưa? Sau đó đưa góc này về đúng vị trí nằm trên cái cạnh vừa giấu. Đấy, các bạn thấy chưa? Đưa về như này, chúng ta đã ghép cặp được rồi. Đấy, bây giờ chỉ việc đưa cặp này vào đây thôi bằng cách xoay. Rất dễ phải không? Nice. Nhưng ta thấy rằng ý, trong các trường hợp trên ý, cạnh và góc đều nằm tách biệt nhau, chúng ta có thể dễ dàng giấu một góc và di chuyển cạnh đúng không? Thế nếu trong trường hợp mà cạnh và góc nó nằm liền kề nhau như kiểu này hoặc kiểu này thì chúng ta làm thế nào? Lựa chọn đầu tiên và nhanh nhất thì chắc chắn là sẽ phải đi học công thức của cái trường hợp này. Và trường hợp này chúng ta có thể giải một công thức phát xong luôn. Tuy nhiên thì cái cách này nó tốn thời gian và nó khá là khó cho những người nào mới chơi như mình chẳng hạn. Lựa chọn thứ hai mà mình hay chọn là vận dụng F2L tự nghiệm để giải các trường hợp này. Thế vận dụng F2L tự nghiệm như thế nào? Trong trường hợp mà cạnh nằm ở tầng 2 hoặc là góc nằm ở tầng 1, chúng ta việc đầu tiên là chúng ta phải làm nào đưa lên tầng 3. Đưa lên tầng 3 như này. Ví dụ ở đây mình muốn đưa cạnh này lên tầng 3 nhé, mình làm này. Tức là cho lên này, xong rồi xoay U phẩy cái này, xuống này. Đấy, là đưa được cạnh này lên tầng 3. Đưa được cặp F2L lên tầng 3 đúng không? Muốn đưa nó vào slot này đúng không? Bây giờ lại phải sửa tiếp cái cạnh này. Thế đưa lên tầng 3 xong rồi mà nó vẫn dính vào nhau, hoặc là nằm ở trên tầng 3 sẵn mà nó dính vào nhau như này, chúng ta làm thế nào? Đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến cách là làm nào để đưa về trường hợp cơ bản. Mà đưa về trường hợp cơ bản thì cạnh và góc nó phải nằm riêng biệt với nhau. Nằm riêng biệt rồi chúng ta có thể giấu được cạnh, giấu được góc để ghép cặp, đúng không? Trong trường hợp mà nó dính cạnh nhau như này, rất đơn giản, chúng ta chỉ cần giấu góc đi
Đấy, đưa cạnh này sang chỗ khác, gọi là tách chúng ra. Đấy, chúng ta tách được cặp này ra rồi. Trong trường hợp mà cái góc này có mặt trăng hướng lên trên thì lại dùng công thức đúng không? Đưa màu cam này về đây, nhận thấy là màu cam này đưa vào slot này, chúng ta xoay cạnh sang bên đối diện này, đưa góc này nằm phía bên trên của cạnh đó. Như vậy đã ghép được cặp FHL rồi và đưa nó vào slot đúng. Trong trường hợp này ta nhìn thấy đây là một cặp FHL nhưng mà nó đã bị ghép sai đúng không? Tức là ta nhìn thấy là nếu như đưa cái slot này vào, cái cặp này vào đây nhá, thì nó sẽ không đúng. Tức là nó đã bị ghép cặp nhưng mà ghép sai. Thế bây giờ làm nào? Chúng ta để ý chúng ta có thể giấu góc này xuống và đưa cạnh này sang xung quanh. Đó. Tức là gì? Chúng ta phải tách cái cặp này ra. Đó. Sau khi tách ra rồi, chúng ta lại phân tích tiếp là mặt trắng nó nằm ở đâu, nằm bên cạnh hay nằm ở phía trên. Trường hợp này nó mặt trắng này nằm phía trên đúng không? Chúng ta lại tìm cái cạnh của nó này, đưa về trùng màu tâm này, xác định xem đưa vào slot nào này, sau đó xoay cạnh này sang bên đối diện này. Đấy. Và đưa góc nằm bên trên cạnh đó. Như vậy chúng ta đã ghép được một cặp FHL. Đơn giản, nốt chỉ việc cho cạnh này vào đây. Đấy, rất là dễ đúng không? Oh my god! Wow! Trong trường hợp này thì sao? Chúng ta thấy này, góc nằm ở dưới tầng 1, cạnh nằm ở trên tầng 3. Thì cạnh nằm ở trên tầng 3 là đúng rồi. Bây giờ chúng ta phải đưa góc này lên tầng 3 đúng không? Mới giải được đúng không? Đấy, thế bây giờ chúng ta đưa góc này lên tầng 3 kiểu gì? Chúng ta chỉ việc đưa cạnh này, đưa góc này vào đây thôi là sẽ đưa lên như này chẳng hạn. Được chưa? Đấy. Là đưa được góc này lên tầng 3. Sau khi đưa góc lên tầng 3 rồi ta lại phân tích tiếp này. Nếu như mặt trắng nằm ở bên cạnh nhá, thì cái cạnh còn lại chúng ta phải đưa về cái layer ở giữa mà đối diện, song song với cả cái mặt trắng này. Phân tích tiếp này. Mặt màu ở trên tầng 3 của cạnh và góc là không trùng nhau. Như vậy chúng ta phải đưa cạnh này sang bên đối diện, tức là nó nằm ở vị trí này là đúng rồi. Đấy, chỉ việc xoay lên sang xuống là đúng luôn. Sau đây là một số cái ví dụ để mình sử dụng cái FHL tự nghiệm để giải FHL nhé. Ở đây đầu tiên này, chúng ta nhìn xung quanh tìm xem các cặp cạnh và góc nó nằm ở đâu. Đây là một cặp, nhìn thấy hai màu giống nhau này, đây là một cặp này, màu xanh này xanh cam, thì đây là một cặp màu xanh là xanh nước biển đỏ đây, tức là hai đây là một cặp, cuối cùng là đây và đây là một cặp, đúng chưa? Bây giờ bắt đầu làm ở cặp nào, cặp nào dễ nhất thì làm trước. Cặp nào dễ nhất ở đây chúng thấy là cặp nào ở trên tầng 3 nhiều nhất thì làm trước. Không có cặp nào mà có cả góc cả cạnh nằm trên tầng 3 đúng không? Thế bây giờ mình phải tìm cái cặp nào dễ. Đây, bây giờ mình quyết định mình làm cặp xanh lá cam. Đây nhá, quay về đây này. Đấy, nhận thấy là nó một cái thì nằm ở trên tầng 2, một cái nằm trên tầng 3 rồi. Thế bây giờ mình phải đưa cạnh lên tầng 3 đúng không? Đưa cạnh lên tầng 3 kiểu gì? Chúng ta chỉ việc xoay nó lên thôi. Bây giờ mình nếu mà xoay nó lên bây giờ ấy thì cạnh này nó sẽ bị ghép cặp với nhau. Bây giờ mình tách ra một chút nhé, tách ra một cái này, đưa lên tầng 3. Được chưa? Đấy. Sau khi đưa lên tầng 3 rồi ta nhìn xác định nó nằm ở đây. Đấy, đưa về slot. Hai màu ở trên mặt màu vàng đều không giống nhau, tức là hai cái này nó khác màu. Đấy. Thì phải đưa về mặt đối diện với cả cái vị trí này, tức là đưa về cách xa cái slot này nhất, đưa lên sang xuống, đúng rồi đúng không? Tiếp theo này, ta xác định tiếp này. Ở đây trên này đã có một cặp FHL rồi. FHL này đã nằm đúng vị trí thôi. Chúng ta chỉ việc đưa nó vào slot thôi. Đúng chưa? Tiếp tục xác định này. Ở đây lại có một cặp nằm trên tầng 3. Ở đây bây giờ chúng ta phải đưa cạnh này về vị trí này đúng không? Thì chúng ta mới đưa lên đây được và đưa vào slot được.
nhưng mà nó đang nằm ở sai vị trí rồi. Thế bây giờ mình phải giấu cái góc này đi. Đấy. Thì giấu góc đi, mình có thể giấu như này không? Không được đúng không? Các bạn chú ý nhá. Khi mà chúng ta giấu góc ấy, khi mà giấu xuống này, kiểu gì có một slot nó bị đẩy lên. Khi mà đẩy lên rồi, xoay u một cái là nó mất. Đấy. Thế khi mình giấu xuống ấy, mình phải chú ý là mình giấu kiểu gì sao cho mà cái cặp F2L, cái slot mà nó chưa được giải, nó phải lên tầng 3. Đấy. Trong trường hợp này, tận dụng cái cam mà xanh này chưa được giải, cho nó lên tầng 3. Như vậy chúng ta có thể giấu góc, xoay cạnh đúng không? Rồi, trường hợp này lại một trường hợp cơ bản. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó cùng màu, vì vậy phải đưa hai cạnh này về cùng vị trí. Nó vẫn ở vị trí song song với mặt trắng này, nhưng mà nó sẽ nằm ở đây, chứ không phải nằm ở đây nhé. Đưa cạnh này vào đây để tạo cặp F2L. Bây giờ mình giấu góc này xuống. Bây giờ giấu góc này xuống kiểu gì? Nếu mà giấu như này chẳng hạn thì cạnh này sẽ bị lên đúng không? Chúng ta nhớ cái mẹo làm của chúng ta là gì? Xoay sao cho khi mà nhìn vào slot F2L cái mặt trắng ta vẫn nhìn thấy, rồi giấu nó xuống. À, tại sao lại phải làm như vậy? Khi mà chúng ta giấu cái mặt trắng này xuống bằng phương pháp nhìn thấy mặt trắng như vậy nhé, chúng ta xoay sang như này này, giấu này. Đấy, chúng ta thấy rằng là cái slot F2L chính nó chưa được giải sẽ bị đưa lên trên. Đấy. Đúng không? Cần giải slot này đúng không? Giấu góc này xuống, chính góc này, cái slot F2L này bị đưa lên trên. Như vậy, thoải mái xoay mặt U luôn mà không bị ảnh hưởng gì cả. Đấy, xong rồi. Chỉ việc đưa vào slot này thôi. Vậy là xong. Bên đây lại là một trường hợp khác. Chúng ta tiếp tục quan sát này. Sau khi làm xong cross rồi nhá, nhìn xem trên tầng 3 có cặp F2L nào không. Đây ta nhìn thấy ngay có cặp F2L này. Đây với đây là một cặp này. Đây với đây là một cặp này. Và cạnh góc này với cạnh này là một cặp này. Đấy, được chưa? Ta nhìn thấy cạnh này, cái cặp này nó dễ giải nhất, bởi vì nó nằm sừ trên tầng 3 này. Thấy chưa? Và cái F2L này chưa được giải. Như vậy chúng ta có thể tận dụng cái khe này, chúng ta giấu góc này xuống. Tại sao gọi là tận dụng? Bởi vì khi mà chúng ta giấu xuống này thì cái khe này bị đẩy lên. Đấy, phải chú ý điều đó. Giấu xuống này, chúng ta tách cái cạnh này ra, tách đi đâu cũng được. Đấy, chú ý nhá, tách kiểu gì ấy mà sao cho sau khi đưa cái góc này lên ấy, nó không bị đẩy cái cạnh này đi. Nếu như mà mình chẳng may mình giấu ở đây chẳng hạn, mình đẩy lên nhá, ôi giời ôi, cạnh này đưa về tầng 3, tầng 2 luôn rồi, đúng chưa? Như vậy chúng ta phải giấu xuống này, xoay sang bên này hoặc bên này đều được, bên này hoặc ở đây, được chưa? Miễn là nó không vào cái slot mà mình đẩy lên. Rồi, bây giờ lại trường hợp cơ bản, đấy, mặt trắng hướng lên trên, mà cái slot này phải đưa vào đây đúng không? Thì chúng ta xoay cạnh này sang bên đối diện, đưa góc này về trên cạnh đó, được chưa? Xoay xuống này, đấy, tạo được cặp F2L cho nó vào đây. Rồi, à, vô tình tạo được một cặp F2L nữa, được chưa? Thế là xong hai cặp. Tiếp tục quan sát tiếp này. À, ở đây chúng ta có được một cặp nữa. Thế bây giờ nếu như mà đưa cạnh này lên tầng 3 thì sẽ giải được đúng không? Nhưng mà nếu mà để nó sát sát nhau này này, đưa lên tầng 3 nhé. Đấy, là nó sẽ bị dính vào nhau. Như vậy chúng ta phải tách nó ra một cái đã. Bước 1 phải tách nó ra một cái đã, xong rồi đưa lên. Đấy là cạnh lên tầng 3. Sau đó chúng ta lại quan sát tiếp góc này. Đây là một cặp F2L. Nó có cùng màu cam ở trên mặt vàng đúng không? Như vậy chúng ta phải đưa cạnh này vào vị trí này mới đúng. Thế muốn đưa cạnh này vào vị trí này chúng ta làm thế nào? Lại nhìn slot F2L này, xoay sao cho nhìn thấy mặt trắng. Cái mẹo ở đây ấy, chúng ta là tận dụng cái khe mà chúng ta đang cần giải để triển khai luôn. Bởi vì cái khe này đằng nào nó không đúng mà. Thì mình xoay lên như này, mình xoay U này, nó di chuyển này, nó sẽ không bị sai các cái slot khác. Ví dụ như trong trường hợp này nhá, tôi giấu cạnh này, mình giấu cạnh này xuống này, nhưng mà lại giấu ở vị trí này. Khi chúng ta xoay về đây, đưa lên đúng không?
vô tình làm mất cái slot này rồi. Như vậy không được. Chúng ta phải xoay sao cho nhìn thấy mặt trắng này. Miễn nó nằm không nằm ở vị trí này nhưng mà vẫn nhìn thấy mặt trắng nhá. Dấu góc này xuống này. Xoay U2 này. Lên này. Đấy, như vậy chúng ta tạo được một cặp cạnh rồi. Rồi, đơn giản. Đấy, còn lại cặp này quá dễ rồi. Chúng ta giấu đây được không? Không được đúng không? Chúng ta phải xoay sao cho vẫn nhìn thấy mặt trắng. Bây giờ xác định xem là cạnh này đưa vào đây đúng không? Đưa về đối diện mà, tại vì hai cạnh này, à hai chỗ này nó không cùng màu với nhau. Thì mình lại đưa xuống. Mình lại xoay như thế này. Đưa lên là nó về đúng setup rồi. Đấy, xoay sang, lên, sang, xuống, hoàn thành. Trường hợp tiếp theo này, chúng ta cứ thử nhìn xung quanh xem là có cặp F2L nào. Bây giờ mình sẽ giải nhanh hơn một chút nhá. Đây chúng ta nhìn thấy có một cặp này, mặt trắng hướng lên trên này. Như vậy chúng ta phản xạ là phải đưa về cạnh về trùng màu. Cạnh này cho vào đây. Như vậy nó sẽ phải xoay sang bên đối diện. Đưa góc này về bên trên của cạnh màu đó. Đưa xuống. Như vậy chúng ta đã ghép được một cặp. Cho vào. Đây. Ở đây góc này, cả cặp này đúng rồi. Thì chúng ta lại tiếp tục nhìn cặp này hoặc là cặp này. Chúng ta nhìn thấy cặp này nằm trên tường 3 sẵn đúng không? Đấy, thế bây giờ làm nào tách cái hai cạnh này ra, cạnh với góc này ra. Thì chúng ta nhìn thấy cái khe trống này này. Chúng ta giấu xuống này. Giấu góc phải xuống nhá, để đưa cạnh này sang đây. Đấy, như vậy chúng ta đã tách được rồi. Khi tách được rồi chúng ta xác định xem là nó cùng màu hay khác màu. Mặt trắng nằm bên cạnh, mặt trên thì trùng màu. Vì vậy cái cạnh này nó phải nằm ở vị trí này. Thì có cơ bản đúng không? Thế bây giờ chúng ta lại xoay sao cho nhìn mặt trắng này. Giấu góc phải xuống này. Lên này. Được chưa? Như vậy là tạo thành một cặp nhé. Đưa cặp này vào slot này. Rồi. Đấy, tiếp tục ta nhìn thấy là mặt trắng hướng lên trên. Mà cái này nó chuẩn rồi. Thì chúng ta lại phải xoay cái cạnh này sang bên này. Đây, xoay như thế này. Giấu cạnh xuống. Đưa góc này sang đây, tạo thêm một cặp F2L nằm bên trên cạnh nhé. Đấy, lệ. Rồi, quá dễ. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cái Q của mình để giải cái F2L nhé. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy này, cặp này nằm trên tầng 3 đúng không? Cặp này nằm trên tầng 3. Thì cặp này dễ giải hơn tại vì nó đã tách biệt nhau rồi. Chúng ta giải này. Đưa về trùng màu nhé. Xoay sao cho sang bên đối diện này. Lên. Đấy, tạo được một cặp này. Ok, tiếp tục này. Đây là trường hợp cơ bản đúng không? Lại đưa về trùng màu xanh này. Xoay sang bên đối diện này. Đưa về cặp F2L này. Đây, lại một cặp cơ bản. Và nó chuẩn luôn rồi. Tiếp tục này, một cặp này. Nếu trong trường hợp cặp này nhá, chúng ta chỉ việc đưa lên tầng 3 thôi đúng không? Đưa lên tầng 3 này. Lại tiếp tục tách nó ra bằng cách là giấu góc đi. Thế thì giấu góc đi, chúng ta phải giấu góc làm sao cho đưa được cặp F2L chưa làm lên. Trong trường hợp này nếu mà đưa cặp này lên là sai này. Đấy. Đưa cặp chưa làm lên. Chưa. Chỉ cần xoay sang đây thôi. Đưa cặp này lên. Đấy. Tách nó ra. Tách nó ra đây. Rồi lại đưa về trường hợp cơ bản là trùng màu vào đây. Trắng phía lên trên đúng không? Lại cho màu xanh sang bên này. Quá đơn giản. Thế giờ sau khi mình giải mình thấy trường hợp này. Thế trường hợp F2L này chúng ta làm thế nào nhỉ? Hình như cái trường hợp này giống trường hợp cơ bản thì phải. Chúng ta làm sao cho đưa cạnh này vào đây đúng không? Nếu như mà vận dụng F2L tự nghiệm ý, nãy mình bảo là phải đưa cạnh và đưa góc lên tầng 3 ấy. Chúng ta làm thế nào nhỉ? Bây giờ nếu mà đưa lên như này thì nó sẽ dính vào nhau đúng không? Cho sang đây đã. Đưa lên sang xuống này. Được chưa? À, nó nhìn thấy nó đúng với cái setup rồi. Chỉ việc đưa lên sang xuống này thôi. Tuy nhiên là nếu như mà các bạn đã có góc nằm ở đây rồi nhá, ví dụ trong trường hợp này các bạn đã có góc nằm ở đây rồi, đúng rồi, không muốn đưa cạnh này vào đây thì cứ áp dụng công thức cơ bản thôi cũng được. Như này. Đấy. Chưa?
Đây nha, mình làm lại một lần nữa nha.